Tại sao chân của mình? Rốt cuộc chuyện này là sao? Mình đi lại được rồi sao? Chuyện đó không lẽ bây giờ mình đang cố tình lừa gạt tôi? Không có đâu. Rõ ràng là như vậy rồi. Rốt cuộc mình định sẽ lừa gạt tôi thêm bao nhiêu lâu nữa? Không phải là như vậy. Chỉ là nó mới hồi phục được một phần thôi. Em định sẽ nói với mình sau khi em đã hoàn toàn hồi phục. Không phải. Có phải cô định sẽ nói ra sau khi giết Sơ Chi Xúc không? 31 năm trước, đuổi cô ấy đi như vậy còn chưa đủ, cô còn muốn giết cô ấy ở công trường nữa. Cô đúng là ác quỷ, không phải con người mà. Cô chính là một kẻ sát nhân. Tôi không thể tiếp tục ở bên cạnh của cô được nữa. Mình lại đi đâu nữa vậy? Mình muốn tới chỗ cô ta sao? Không đâu. Tôi sẽ tới đồn cảnh sát, bởi vì cô là kẻ giết người. Mình à! Mình à!